Rồi mọi người, em còn cặp này. Con này là Kawasaki, hai con này là con này Kawasaki TF22. Con rất là đẹp. Bên xanh của nó thì thủng bên đây rồi. Đủ đồ. Một cái bán cả cặp luôn nha. Này, cái này là con, cái này là Yanma, thì nó thiết kế nó cũng như là Kawasaki. Con này là Kawasaki lớn hơn này nha mọi người. Con này, con này thì nó là hình như là nòng nó tầm 36 ly sao á, côn lớn, chuông lớn, bố lớn này. Cái này ấy, nó có bốn ốc, thì khi mà mở bốn ốc này ra thì theo em ấy nghe nghĩ nha, thì mình có thể thay cái chuông cái bố côn của cái máy phát cỏ ấy mọi người, tâm lớn á. Và mọi người dùng cái tâm của máy cắt cỏ, mọi người chuyển qua máy cắt cỏ lớn được. Con này như nòng 36 ly. Kéo cứng nha mọi người, hai con này kéo nó cứng. Kéo cứng là do chắc để lâu ngoài trời. Thì hai con này thì em xả nha. Hai con này 600 nghìn nha mọi người. Hai con 600 nha. Máy thì về sao bán vậy, không có bao hay là sửa chữa gì bên trong đâu. Em không có sửa chữa hay là thay thế gì đâu. Em chưa có mở ốc rồi ra luôn. Thì hai con này là 600 nghìn nha. Về mọi người, em nghĩ cứng này là do tại để lâu thì nó biết trong nó đứng thôi, chứ còn không có vấn đề gì đâu. Về mở buri rồi ra xịt R7 rồi vô cho nó ấy, xong rồi mình giật thôi, bình thường. Cặp này là 600 nghìn nha, cả hai con nha. Bác cả hai con nha, 600 cả hai con. Về mình mở ra mình dọn này kia ngày dịch. Cặp này 600 nha mọi người. Rồi, chào mọi người nha. Ai mua thì cứ việc chuyển khoản, số tài khoản mô tả giúp em nha. Em không có ship code nha, mua chuyển hết tiền hàng giúp em.